hết lại đầy. Trời nắng quá, thôi ra đồng chi cho mệt, ra gốc tre đằng kia làm một giấc cho nó khỏe. Một cái bình đồng ngư của ai thế nhỉ? Cái bình này chắc là của ông cụ kia. Ai đây? Xem hộ cái bình của lão lăn đi đâu với. Cái bình này bằng đồng, bán đi ít ra cũng phải được 3 đồng bạc, bằng mấy con gà rồi. Mà cụ ấy thì chẳng thấy gì. Ờ, tôi đây, nhưng tôi chẳng thấy chiếc bình nào của cụ cả. Có khi nó lăn xuống ao rồi cũng nên. Ờ, vậy ư, tiếc quá. Thôi cụ ơi, của đi thay người, cụ cũng đừng tìm nữa, kẻo sẽ chân ngã thì khổ. Tôi về nha. Anh về rồi, chuẩn bị ăn đi anh. À, hôm nay ra đường anh kiếm được cái bình này cũng được một món đấy. Đồng thật đấy, phải được 5 đồng bạc. Mà mình kiếm được ở đâu hay vậy? Là tôi nhặt được của một ông già mù. Ông ấy làm rơi, mắt ông ấy không có thấy đường, nên tôi cũng không trả lại. Đúng rồi, sao phải trả lại? Để mai tôi đem đi bán. Không bán được á, thì tôi đem đổi lấy gạo ăn. Gạo, cái bình tự nó sinh ra gạo kìa. Thật thần kỳ. Để tôi xem. Gạo, gạo. Bình thần, là chiếc bình thần. Trời ơi, thế là từ nay vợ chồng mình khỏi phải lo bữa ăn hàng ngày nữa. Đùi gà nướng, đùi gà nướng. À, ngon quá, tôi no kềnh rồi. Tôi cũng thế. Mình ơi, bây giờ mình gọi cái gì nữa nhỉ? Tôi có một ước muốn từ lâu là có một con tàu lớn đi chu du đó đây. Đúng rồi, tàu. Trời ơi, sao anh nghĩ cái quái gì thế? Muốn gì không muốn lại muốn chiếc tàu. Giờ nó nằm rình ền ra đây thì làm gì được? Ai mà vác ra sông được chứ? Thì tôi biết đâu đấy. Mà cô cũng quá quắt vừa thôi. Cái bình này do tôi mang về, tôi muốn gì kể tôi. Cô mà làm tôi tức lên á, tôi không cho cô gì hết. À, giờ anh cậy có cái bình nên tráo trở phải không? Quỷ tha ma bắt anh đi. Ai vừa gọi chúng ta? Không. Mình ơi, làm thế nào bây giờ? Tôi không biết, chắc phải đem trả cái bình cho ông cụ thôi. Không phải rồi, trả ngay đi thôi. Chỉ tại chúng ta đã làm việc sai trái nên ông trời mới trừng phạt chúng ta đi mà. Trôi chảy hay phẳng lặng? Song ơi, sao chị không bao giờ chịu đứng yên vậy? Đã chạy cuồn cuộn, lại còn đem theo bao nhiêu thứ trên mình nữa. Nào là đất cát, nào cỏ cây, nào gỗ mục, lại còn thuyền bè. Chị sống lúc nào cũng phải chật vật, hối hả, chở nặng bao nhiêu thứ như thế. Rồi cá bé nhỏ chúng tôi cũng đến khốn khổ với chị. Cá nhỏ ơi, sao cậu không sang ở với tôi nè?
Nước trong lòng tôi lúc nào cũng hiền hòa, yên ả. Gió bão đến bờ hồ sẽ che chở cậu. Cá nhỏ, cậu có thể sang bên hồ nếu muốn. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, sống trên đời, đứng yên một chỗ chưa hẳn đã tốt, phẳng lặng chưa hẳn đã tốt. Chỉ có những thứ luôn luôn chuyển, luôn vận động không ngừng đổi mới, mới có thể phát triển, tồn tại mãi được. Ôi chào, chị Song chị khéo dạ trẻ con. Chị không được sống an nhàn, thảnh thơi xinh đẹp như tôi, nên chị không vừa lòng đấy thôi. Cá nhỏ, cậu sang đây đi, ta đảm bảo cậu sẽ có cuộc đời sung sướng, không phải vật lộn kiếm ăn giữa dòng nước xoáy nữa. Trời ơi, mình không đủ sức để trở về bên dòng sông nữa. Tất cả chỉ tại mình luôn muốn sống một cuộc đời an nhàn, hưởng thụ. Để bây giờ phải chết trong đồng hồ cạn kiệt. Ôi, cá nhỏ. Tội nghiệp cậu, cậu đã trốn chạy cuộc đời trong bình yên, hưởng thụ. Mà không biết rằng chỉ có những thứ luôn vận động trôi chảy và luân chuyển mới có thể tồn tại mãi. Đó mới chính là cuộc đời lý tưởng đó. Chú tắc kè hoa. Không sao chứ? Con nhất định phải bắt được con muỗi đó. Dám trèo người cả ta à? Người không thoát được đâu. Tất cả con, đổi màu nhanh lên, có kẻ thù. Mau đổi màu, nếp xuống tán lá. Còn mũi đáng ghét, ngươi còn dám lượn lở đây sao? Kệ con, màu nếp sát xuống tán lá, chim ác vẫn lượn lở trên đấy.
thật đáng ghét, còn phải cho nó một bài học. Không được, chúng ta đang phải ẩn thân để tránh kẻ thù, con không được nhúc nhích. Tất cả con, mau chạy đi. Mẹ đã bảo con, nếu không biết nhẫn nhịn những việc nhỏ, sẽ có lúc làm hỏng việc lớn. Giờ ra cơ sở thế này, còn giữ được mạng sống đã là may mắn. Anh trai em gái. Tặng em gái yêu quý. Anh Bình ơi! Anh để bút màu của em đâu rồi? Anh mượn để hoàn thành nốt bức tranh thôi mà. Anh để trên bàn kia, em lấy hộ anh với. Mai là sinh nhật em rồi, em định tổ chức gì nào? Có mời các bạn đến nhà không? Chẳng làm gì cả! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con đấy. Ừ, mẹ nhớ rồi. Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ để tối nay con tổ chức cùng bạn bè rồi. Nhưng mà... Sao thế con? Mẹ hứa với con chuyện này được không? Chuyện gì vậy? Tối nay sinh nhật con, các bạn sẽ đến dự rất đông. Nên mẹ đưa anh Bình đi đâu mẹ nhé? Mẹ gửi anh ấy về bà, hoặc cho anh ấy xuống nhà kho. Khi nào xong thì mở cửa cho anh lên. Đừng để anh ấy gặp các bạn con. Con xấu hổ lắm. Sao? Sao mẹ lại đánh con? Mẹ không ngờ con lại có suy nghĩ như thế. Mẹ thật thất vọng về con. Suốt ngày lấy đồ của mình, bực mình thế không biết. Mà mỗi cái yêu cầu nhỏ ấy, sao mẹ lại cấu với mình cơ chứ? Mình đây sao? Đẹp, đẹp quá. Trời ơi, sao lại thế này? Mẹ sao thế? Con đã vừa lòng chưa? Anh Bình thương con như thế nào mà con lại đối xử với nó như thế? Ngày bé, nó suốt ngày ru con ngủ, nhường thức ăn với đồ chơi cho con. Nó bị tai nạn phải cưa chân chống nạn, cũng vì cứu con khỏi bị ô tô đâm đó. Em gái yêu quý, chúc mừng sinh nhật em. Anh không biết mình đã làm cho em phải xấu hổ với bạn bè nhiều như thế. Anh xin lỗi, anh sẽ không ở nhà để quấy rầy em nữa. Anh trai của em. Anh Bình ơi! Anh Bình, em sai rồi. Anh ở đâu? Sao mình lại nằm đây thế này? Ôi, anh tỉnh rồi à? Tối qua mưa to thế mà anh đi đâu làm cả nhà lo lắng đi tìm khắp nơi. May có người thấy anh nằm ngất ở cổng công viên nên gọi ba mẹ đến đón. Anh bị ngấm nước mưa nên sốt, cả đêm mê man đấy. Anh xin lỗi, anh chỉ
chỉ định đi một lúc, chờ em tổ chức sinh nhật xong rồi về. Ai ngờ lại gặp mưa. Anh thật vô dụng, làm em và ba mẹ lo lắng. Anh còn mệt, cứ nằm xuống đã. Sao hôm nay em lạ vậy? Thế hôm qua sinh nhật vui không? Em không tổ chức sinh nhật nữa. Em sao thế? Có phải tại anh mà em không tổ chức được không? Anh xin lỗi. Không, anh không có lỗi gì cả. Chỉ cần anh khỏi ốm thật nhanh, để tối nào cũng hát ru em ngủ và dạy em vẽ nữa. Thôi nào, con bé này hôm nay lạ thật. Nín đi nào, anh sẽ mau khỏi thôi mà. Anh phải hứa là sau khi khỏi ốm sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em nhé. Để em mời bạn bè đến nghe anh hát. Anh phải thổi nến chúc mừng em đấy. Em muốn vậy thật ư? Dạ, em muốn. Đó chính là món quà sinh nhật quan trọng nhất mà em muốn anh tặng em. Từ giờ anh không được đi đâu nữa đấy nhé. Lúc nào anh em mình cũng phải ở bên nhau, thế mới gọi là bình an chứ. Cô lao công. Về thôi các bạn. Giá ngày nào tiết cuối cũng là tiết thể dục thì thoải mái nhỉ. Ừ, đang đói mà tính cả người. Chết rồi. Mọi người ơi, tiền tôi bỏ trong cặp bị mất hết rồi. Cậu bỏ tiền ở đâu mà mất? Tiền quỹ lớp tôi cất vào cái ví nhỏ, bỏ ở ngăn trong cùng của cặp mà giờ không thấy đâu. Cậu thử tìm kỹ lại coi, xem có lẫn ở đâu không. Tìm hết cả rồi. Tôi nhớ rõ ràng là bỏ vào trong cặp rồi mà. Ngăn này này. Vậy thì có người lấy cắp rồi. Ai được nhỉ? Các bạn về hết chỗ ngồi để kiểm tra cặp. Bạn bè cùng lớp với nhau, ai lại làm thế? Thôi, mình không lấy thì sợ gì. Cứ để lớp trưởng kiểm tra cặp đi. Tớ đã kiểm tra hết. Lớp ta không ai lấy tiền của Lan cả. Có người ngoài vào lớp rồi. Hay là cô lao công? Đúng rồi, lúc nãy lớp mình ra ngoài học thể dục. Các lớp khác đều đã vào tiết. Chỉ còn mỗi cô lao công đi quanh các lớp để tắt điện thôi. Cô Hiền, lẽ nào... Thôi nào các bạn, bây giờ cũng muộn rồi. Chúng mình về thôi. Chuyện này ngày mai sẽ báo với cô chủ nhiệm. Khổ thân Lan quá. Nhà đã nghèo, lại còn làm mất tiền quỹ lớp. Ai mà ác thế. Thôi chết, mãi nghĩ. Mình quên đôi giày thể dục ở lớp rồi. Cái gì thế kia? Một sợi dây chuyền vàng. Sao cô ấy lại vội vàng cất đi thế nhỉ? Sợ ai nhìn thấy à? Vậy là các bạn lớp mình đoán không sai. Cô ta không những lấy trộm tiền của Lan, mà còn trộm thêm một sợi dây chuyền vàng của bạn nào nữa. Thế mà mình vẫn tưởng cô ta tốt tính lắm. Ai ngờ. Lấy trộm xong mà vẫn bình thản làm mọi việc như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là chuyên nghiệp. Mình mà có máy ảnh, mình sẽ chụp ngay lại cảnh cô ta cầm sợi dây chuyền, để ngày mai có bạn nào báo mất sẽ mang ra làm chứng. Hôm nay mình nhất định sẽ lên gặp thầy hiệu trưởng để trình bày chuyện hôm qua. Không thể bỏ qua cho cô Hiền lao công được. Alo, 1234. Hôm qua cô Hiền lao công đã nhặt được một sợi dây chuyền vàng ở sân trường. Nhà trường đề nghị học sinh nào đánh rơi lên phòng giám hiệu để làm thủ tục nhận lại. Cái gì? Cô Hiền nhặt được dây chuyền ư? Vậy là hôm qua... Không, nhất định là một trò của cô ta. Chắc cô ta nhìn thấy mình nấp sau cánh cửa, nên đành phải trả lại sợi dây chuyền để giấu nhẹm chuyện lấy trộm tiền của Lan đây mà. Mình sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho xem. Mọi người ơi, lại đây có chuyện này. Tớ biết chắc chắn kẻ nào lấy trộm tiền của Lan rồi. Chính là cô Hiền lao công. Hôm qua tớ đã... Không phải cô Hiền đâu. Tớ tìm thấy tiền rồi. Sao? Tìm thấy tiền rồi à? Ở đâu? Tớ xin lỗi mọi người. Tại tớ đoản quá,
Sáng hôm qua mẹ đi vắng, tớ lấy tiền nộp tiền điện, rồi quên mất không bỏ vào cặp, lù bù nhiều việc nên quên mất. Xin lỗi mọi người nhé, làm các bạn phải lo lắng rồi. Úi dào, thế mà kêu ầm lên là mất, đúng là đáng trí, lại còn đổ oan cho người tốt. Cô Hiện hôm nay còn nhặt được dây chuyền vàng, đem trả lại đấy. Gì thế này, mình đã hoàn toàn hiểu sai về cô Hiện rồi. Cô ấy đúng là người tốt thật, chứ không như mình tưởng tượng. Cô Hiện ơi, cháu xin lỗi. Từ giờ trở đi, khi nhìn nhận đánh giá nhân cách một con người, chắc chắn cháu sẽ chín chắn và bình tĩnh hơn. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.